Hello mọi người, nhân một kỳ tuyển sinh mới của trường đại học Fulbright Việt Nam, nó sẽ cho mình biết là thế giới này có màu hồng nhưng mà nó có còn nhiều màu khác nữa. Nhưng mà đây là một trong những cái mà mình đã nhận ra khi mà mình apply vào Fulbright. Hello mọi người và chào mừng mọi người đã trở lại với Hoshiki. Ok, mình là Johnson Hat đây. Thì nhân một kỳ tuyển sinh mới của trường đại học Fulbright Việt Nam, thật ra cũng chưa mở đơn đâu, nhưng mà mình thích làm sớm như vậy tại vì mình cũng biết là có nhiều bạn đã chuẩn bị tinh thần để apply hồ sơ khá là sớm hơn cả kỳ ưu tiên nữa, nên là mình hồi đó mình cũng vậy, nên là bây giờ mình sẽ chia sẻ một tí kinh nghiệm của mình cho mọi người, tại vì mình nghĩ là sau hai lần mình rớt thì chắc là mình cũng học ra những bài học khá là xương máu gì đó và nó có thể giúp ích cho mọi người. Ok, và đây là một cái vlog, một cái video mà nói về tinh thần và những cái gì mà mọi người cần biết khi mà mọi người apply vào Fulbright thôi, chứ còn mấy cái như là cách làm hồ sơ bla bla thì mọi người có thể lên web trường này, Road to Fulbright này, hoặc là Fulbrighter Together này, tóm lại là nhiều lắm. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu video thôi nhé. Ok, và điều đầu tiên đó chính là đừng có quá áp lực về thành tích học tập. Mình đã gặp rất là nhiều bạn cứ hỏi mình là nếu mà bạn ấy không có những cái thành tích học tập phức tạp hoặc là không có bất kỳ cái hoạt động thành tích nó liên quan đến thành tích thì liệu có thể đậu vào Fulbright hay không. Thì mình nghĩ là mọi người đừng có quá áp lực về điều này, tại vì mình làm một cái case đây, mình đã không nộp bất kỳ cái gì liên quan tới học thuật hết, thề luôn. Cái duy nhất mà mình nộp đó chính là giải thưởng giải nhất mình thi vẽ vào năm mình lớp 2, và giá nó cũng không hẳn là học thuật chính thống ấy, và nó giống bên hoạt động ngoại khóa hơn, nhưng mà tại vì bên hoạt động ngoại khóa của mình nó đã đầy rồi, cái mình pick nó qua bên academic hours, nên là nhưng mà mình vẫn ok, mình vẫn đậu. Thì mình nghĩ là thay vì mọi người quá áp lực về cái việc là mình phải có thành tích nào đó để mình trội hơn người khác để cái hồ sơ của mình nó tỏa sáng ấy, thì mọi người nên nhắm vào cái việc là cái hồ sơ của mình sẽ khiến cho Fulbright nhớ đến mình với ba đặc điểm nào nhất. Khi mà Fulbright đọc xong thì họ sẽ nhớ đến mình là con người như thế nào, họ có đặt trên gì cho mình được hay không. Tại vì nếu một người quá mờ nhạt và quá chung chung ấy thì người ta sẽ không tìm được một cái biệt danh nào đó để người ta gọi. Và khi một cái hồ sơ nó thuộc một cái phạm trù mà chung chung như vậy rồi thì khả năng đậu khá là khó. Chính vì vậy cái key quan trọng nhất đó chính là hãy là bản thân mình và hãy đào sâu bên trong mình là mình ok và mình nổi bật về điều gì và cái gì tạo nên con người mình ấy, thì hãy thể hiện trong hồ sơ, thì như vậy nó mới tốt hơn. Có nghĩa là không phải là nhiều thành tích học tập sẽ giúp bạn có cơ hội đậu vào Fulbright, kiểu đó cũng là một lời khuyên mà mình nhận được từ một cái anh Fulbright khi mà mình lên open house, mình đi open house ấy, và anh ấy đã truyền tải cái tips này cho mình. Thì cũng có nhiều người cũng có nộp rất là nhiều hoạt động ngoại khóa, kiểu họ thể hiện là họ rất là kiểu đa lĩnh vực và họ rất là tài giỏi, nhưng mà cuối cùng cái hồ sơ đó lại không thể hiện được bất kỳ điều gì về con người của họ hết. Có nghĩa là họ cuối cùng không summary được là họ là người như thế nào ấy, specific về cái gì, và không thể nào có một cái từ khóa gì đó để nhớ đến họ ấy. Nên là hồ sơ đó không mạnh bằng những cái hồ sơ mà nói không có nhiều về học thuật nhưng mà thể hiện được là họ là con người như thế nào, họ làm những cái việc này nhằm mục đích gì và họ là một con người có tư tưởng như thế nào ấy, thì như vậy cái hồ sơ đó sẽ mạnh và đặc biệt hơn. Thì mong là mọi người hãy chú tâm vào cái điều đó, có nghĩa là hãy là bản thân mình. Mình thấy là việc có nhiều thành tích hoạt động không khó, nhưng mà cái việc mà trở thành bản thân mình trong cái hồ sơ đó mới là cái điều khó nhất ấy. Nên là hãy be yourself, be your best self. Ok, và đến cái thứ hai đó chính là hãy phân biệt rõ financial aid và học bổng. Có rất là nhiều, mình biết là có rất là nhiều nơi kiểu giúp những cái trung tâm giúp mình apply học bổng này, làm CV cái thứ, thì rất là hay PR những cái case đậu vào Fulbright và họ show luôn cả số phần trăm hỗ trợ tài chính mà những cái bạn đó có như là một cái thành tích nào đấy. Và mình thấy điều này nó rất là sai, nó đang truyền thông khá là sai, tại vì financial aid nó không phải là thành tích, và nó không phải là kiểu mình học càng giỏi thì cái khả năng mình được financial aid nó sẽ cao ấy, và nó nhưng có nghĩa là cái financial aid nó phụ thuộc vào cái khả năng chi trả của gia đình mình, nó không có phụ thuộc vào cái khả năng học thuật của mình. Và nếu mọi người muốn biết rõ hơn financial aid thì hãy lên video của Nhi Phạm để mọi người coi nhé. Ok, mình nghĩ là mọi người nên kiểu nhờ ba mẹ giúp mình trong cái
trong cái hồ sơ này, tại vì mình thấy là có những cái thứ kiểu ở tuổi mình sẽ khó mà hiểu được ý. Bản thân mình thì mình không có hiểu được, nên là mình phải kiểu hợp tác với ba mẹ để ba mẹ cung cấp cho mình, rồi kiểu cùng trao đổi với nhau ý. Thì yeah, mà kiểu làm cũng khá là ok. Và nếu mà mọi người có khả năng tự làm được cái thứ ấy, thì mọi người vẫn có thể tự làm. Nhưng mà nếu mà mọi người không hiểu như mình thì mọi người nên kiểu trao đổi với ba mẹ các thứ nhá, chứ đừng có tự bị một con số nào đó để vô financial aid, tại vì cái này nó rất là nghiêm trọng và nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là mức độ trung thực của mình ấy, nên là đừng có chơi dại như vậy nha. Mình cũng biết là có rất là nhiều rumor về cái việc là financial aid của Fulbright cho không đủ để mình học cái thứ ấy. Thì quan điểm của mình là kiểu mọi người nên phân biệt được khả năng có thể chi trả của gia đình và khả năng sẵn sàng chi trả của gia đình. Mình cũng biết là kiểu đa số những cái bạn mà nhận hỗ trợ tài chính từ Fulbright, họ không nhận được cái mức tiền mà kiểu mà để mình thoải mái mình học mà không cần lo nghĩ gì hết ý, kiểu rất là hiếm ý, hoặc là mình vẫn chưa thấy bạn nào, hoặc có thể là có nhưng mà mình chưa thấy. Thì nói chung thì có những case mà được cho hỗ trợ tài chính rất là khó để học luôn ý. Thì tụi mình phải rất là đấu tranh tư tưởng cũng như là tìm rất là nhiều cách, như là vay mượn tiền trước này, hoặc là chọn cách đi làm thêm này, tức là nhiều cách lắm, hoặc là có thể đi lấy học bổng nữa. Phương Trang hiện tại có học bổng rồi nha. Thì như vậy thì tụi mình mới có thể đủ tiền đi học. Mình nghĩ là cái việc mà phun ra cho mình cái khoản nào đó để mình có thể theo học cái môi trường kiểu tốt như vậy đã là một cái điều rất là quý rồi. Và nếu cái số tiền đó vẫn kiểu mình đã xoay sở tất cả mọi thứ rồi nhưng mà vẫn không đủ tiền để mình có thể học ý, thì mình có thể chọn option khác. Kiểu cũng hơi buồn một tí nhưng mà thì thôi chứ sao giờ. Nếu là kiểu mình hồi đó mình cũng chuẩn bị tinh thần sẵn luôn là nếu mà thiệt sự hỗ trợ tài chính nó quá vượt xa cái khả năng của gia đình mình ấy, thì mình cũng chọn việc mình học môi trường khác luôn, mặc dù là mình đậu. Ok. Và yeah, kiểu tụi mình đã phải cố gắng rất là nhiều để tụi mình có thể học ý, chứ không phải là ok sinh viên phương ra toàn là những cái đứa giàu có cái thứ nè nó lại chết. Ok. Hiện tại thì Fulbright đã có học bổng rồi, nhưng mà mình không có kinh nghiệm gì về cái học bổng của Fulbright hết, thì mình không thể kiểu giúp mọi người được ý. Thì mọi người có thể tìm hiểu ở những cái bạn từ các bạn khác, hoặc là từ những nền tảng khác nhé. Ok, và điều thứ ba đó chính là hành trình đến Fulbright nó giống như là hành trình tìm lại bản thân mình ý. Mọi người có thể coi video của Annie Hu, một bạn cũng có 25, để mọi người đào sâu hơn với câu này nhé. Ok, thì do mình rất là hiểu được cái câu này, tại vì trong cái quá trình apply Fulbright mình đã phải bóc tách bản thân rất là nhiều từ những suy nghĩ, suy tư, cảm xúc, nhưng mà là mình đấu tranh tư tưởng rất là nhiều, cũng như là mình phải trải qua những cái gọi là những cái khoảnh khắc mà phải coi lại định nghĩa những cái quan điểm và thế giới quan của mình trong đầu ấy. Nó rất là khó chịu nha, là mình phải đối diện với cả mặt xấu và lẫn mặt tốt của mình luôn, và điều đó rất là khó chịu ấy. Kiểu chằn xé nội tâm rất là mạnh mẽ luôn ý, để có thể tạo ra một cái hồ sơ nó đặc biệt nhất, nó đặc biệt, nó thiệt sự là nói về mình nhất có thể. Và điều đó thiệt sự là mình phải nói là nó rất là khó. Nên là mình cũng biết được là sẽ có những bạn có cảm giác là muốn từ bỏ, hoặc là cảm giác rất là kiệt sức khi mà mọi người làm trong quá trình apply Fulbright. Như là mình có những lúc mình rất là stress luôn ý, kiểu mình đã từng nghĩ là mình có nên tiếp tục nó hay không. Nhưng mà mọi người biết không, nothing worth having in this world come easy. So yeah, mình nghĩ là khi mà mình đã đậu rồi, mình nhìn lại thì mình thấy là yeah, đúng là những cái thứ này nó đã giúp mình rất là nhiều trong cái việc là mình hiểu mình hơn, và mình đã chuẩn bị một cái hành trang ổn áp hơn để mình có thể bước vào một cái thế giới thật, ý kiểu bước vào xã hội luôn ý. Mình sẽ biết, với lại mọi người cũng nên biết là nếu mà mọi người để ý thì hồ sơ tuyển sinh của Fulbright mỗi năm nó sẽ hơi bị khác một tí so với những năm trước. Dù ít hay nhiều thì mình nghĩ là nó cũng sẽ khác, và nó cũng thể hiện một cái sự uncertainty của trường. Thì ok, và đôi lúc cái sự thay đổi đó nó sẽ làm cậu không được thoải mái cho lắm, và nó sẽ tạo ra những cái thử thách cho cậu. Nhưng mà mình nghĩ là những cái thử thách này nó rất là Fulbright. Nó sẽ cho mình biết là thế giới này có màu hồng, nhưng mà nó có còn nhiều màu khác nữa. Và Fulbright không phải là Utopia. Và yeah, nó cho mình kiểu đối mặt với những cái mặt thật của xã hội hơn ấy. Và
mình sẽ phải tìm cách để mình giải quyết những thử thách đó. Thì khi mà mình đậu vào rồi, mình cảm giác là đó cũng là những cái bước đệm đầu tiên để mình thật sự chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng học ở trong một cái môi trường đầy thử thách và uncertainty như vậy. Kiểu khi mọi người vào Fulbright rồi thì cái level của cái sự uncertainty nó còn cao hơn so với cái việc tuyển sinh nữa, nên là nếu mà mọi người cảm giác là mình thật sự phù hợp với Fulbright thì mình mong là hãy cố lên, rồi mọi người sẽ cảm giác là những gì mà mình đã cố gắng ý, nó rất là xứng đáng, tại vì mình đã học được một bài học nào đó rồi ý. Mình đã kiểu ít nhất thì mình cũng đã hiểu bản thân hơn và mình dám đối diện với bản thân hơn rồi ý. Nên là đó là một hành trình cực kỳ có giá trị, nên là mình mong mọi người không quá hồi hộp với nó và xem thường nó. Ok, và cái cuối cùng đó chính là Fulbright không phải là cái đích đến duy nhất của cậu. Nó có thể là một trong những điểm đến trong cuộc đời của mình thôi, chứ nó không phải là cái mục tiêu duy nhất, cái thứ. Mình đã từng nghĩ mình không vào Fulbright thì mình phải chết, mình sẽ kiểu mắc kẹt trong cuộc sống này, mình sẽ kiểu sống một đời nhàm chán các thứ ấy. Và kiểu mình rất là áp lực vào cái điều mà mình không thể đậu vào Fulbright. Nhưng mà khi mà mình nhận ra là Fulbright chỉ là một đích đến thôi, và bây giờ nếu mà không đậu đi nữa, mình vẫn có thể sống sót tốt. Bây giờ mình quăng mình vô cái môi trường nào, mình cũng có thể sống sót tốt ý. Và mình sẽ chuyển biến những cái thứ bất lợi của mình thành một cái theo cái hướng nào đó nó có lợi cho mình hơn ý. Thì điều đó, khi mà mình nhận ra được cái điều đó rồi, mình cảm giác là mình tôn trọng bản thân của mình, tôn trọng giá trị bản thân mình hơn rất là nhiều, và mình mạnh mẽ hơn trên con đường mình apply Fulbright. Và vô tình cái điều này nó lại đúng với tinh thần của Fulbright. Kiểu văn mày vô đâu mày cũng sống được ý. Kiểu đó là một cái bài học mà mình học được sau khi mà mình nói chuyện với một chị ở Fulbright, và chị này đã khai sáng tư tưởng của mình rất là nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều, chị Thảo. Ok, thì kiểu nếu mà mọi người đã làm hết sức, mọi người đã thể hiện bản thân hết mình và mọi người không cảm giác hối hận điều gì hết, nhưng mà mọi người vẫn không có đậu, thì mình mong là mọi người không tự ti. Tại vì ít nhất là mọi người đã sống thật với bản thân mình và mọi người đã cố gắng rất là nhiều rồi. Nếu mà không đậu ý, thì có lẽ là duyên của mình nó không hợp với nhau thôi. Và có lẽ là cậu sẽ kiểu vũ trụ đang bắt bảo cậu hãy đến một môi trường khác chẳng hạn, hoặc là chỉ là cuộc đời này muốn thử thách cậu hơn một tí thôi. Đừng có mất niềm tin vào chính bản thân mình. Hãy tin là cuộc sống ở môi trường nào cậu cũng có thể sống tốt. Hãy là cậu. Fulbright nó chỉ là một trong những người sẽ đi qua đời mình thôi. Yeah, nó có thể là option tốt nhất cho cậu ở hiện tại, nhưng mà cậu đừng quên là cậu có nhiều option tốt hơn nữa. Và nếu vô tình mình không nhận được option tốt nhất, thì mình hãy chuyển biến những cái option tốt khác thành một cái môi trường mà nó ok la với mình. Mình mong là kiểu mọi người có thể tự tin hơn một tí sau khi coi cái video này. Kiểu ok, mình kiểu khi lúc mà mình làm video này cũng hơi đắn đo, tại vì mình cũng cảm giác là nó cũng không hẳn là một cái gì đó push motivation lắm. Nhưng mà đây là một trong những cái mà mình đã nhận ra khi mà mình apply vào Fulbright, và mình mong là nó có thể giúp ích cho mọi người nhớ. Khi ưu tiên sắp mở ra rồi, và mình mong là mọi người có thể hoàn thành hồ sơ sớm và tốt và chuẩn bị chu đáo cho hồ sơ của mình. Và rất là mong gặp mọi người ở trên campus của Fulbright nhé. Ước gì hết dịch để tụi mình có thể gặp nhau trên campus. Ok, chúc mọi người có kỳ apply vui vẻ. Yêu mọi người nhiều. Ok, bye bye.